Mọi người đừng nhắm nhé, nhường cho bạn Hoàng Khoa đi kìa. Các em thử nhường nhau một lần xem nào. Đây, hôm nay Sensei sẽ dành 5 quyển truyện ở trong cái bộ Hanayori Dango này để tặng cho các bạn. Thì các bạn, 5 bạn nào mà, thứ nhất là nếu mà comment được liền nhau 20 số Sensei cũng tặng. Hai là trong quá trình học mà các bạn tương tác tốt nhất Sensei cũng tặng, hoặc là các bạn chia sẻ nhiều nhất Sensei cũng tặng, nên các bạn yên tâm nhá. Ngoài 5 quyển này ra thì Sensei sẽ có 5 quyển bài tập. Bài tập này là bài tập của Minna mới, chương trình mới các bạn nhé. Thì Sensei thấy là trong này có khá là nhiều các cái bài tập rất là hữu ích, nên là Sensei cũng sẽ dành tặng 5 quyển sách này cho các bạn. Nên là các bạn hãy giúp Sensei chia sẻ đi. Lát sau Sensei sẽ đi xem bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất thì Sensei sẽ gửi quà cho bạn đó. À, những bạn mà lần trước được quà thì các bạn cứ bình tĩnh nhá, Sensei đã gửi quà rồi. Tuy nhiên là Sensei sẽ gửi chậm để cho cái phí ship nó rẻ đi, được chưa nhỉ? Nên là các bạn cứ bình tĩnh chờ, rồi quà nó sẽ đến tay thôi. Sensei đã công bố danh sách lên rồi thì các bạn chỉ việc gửi địa chỉ cho Sensei là các bạn sẽ nhận được quà nhá. Hay, thấy nhiều bạn comment liên tục. Đây, các bạn cố lên nhá, từ 1 đến 20 thôi. Tại vì là đang ít người như thế này ấy, bình thường Sensei sẽ để là từ 1 đến 30 hoặc 1 đến 50 thì nó hơi khó. Hôm nay Sensei chỉ để 1 đến 20 thôi, nên các bạn cố lên nhá. Các bạn giúp Sensei chia sẻ vào các hội nhóm có các bạn mà yêu thích tiếng Nhật, hoặc là trong hội nhóm các bạn đang học tiếng Nhật nhé, để cho các bạn này cũng biết và cũng vào. Càng đông thì Sensei sẽ càng có động lực để hàng ngày livestream cùng với các em. Hay, mãi nói quá, đến tận 8 giờ 6 phút rồi. Mina-san, gomen nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học của ngày hôm nay nhá. Thế sẽ bắt đầu bài học luôn. Và trong quá trình học thì các bạn có thắc mắc gì cứ comment hết ở bên dưới nhá. Thì ngày hôm nay Sensei sẽ giải quyết hết các câu hỏi của các bạn ở phần cuối giờ. Tuy nhiên thì các bạn cứ thắc mắc gì thì cứ nhắn vào trong đó. Những câu hỏi mà liên quan đến nội quy hoặc hướng dẫn thì sẽ có ban cán sự lớp inbox hoặc hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Còn những câu hỏi mà liên quan đến khóa chuyên sâu thì Sensei sẽ không trả lời trong livestream này nhá, mà Sensei sẽ inbox riêng, được chưa nhở? Và cũng nhắn luôn với các bạn là cho đến giờ thì các bạn mới bắt đầu đăng ký khóa chuyên sâu của Sensei thì Sensei sẽ không nhận nữa, vì để muốn tập trung cho những khóa full, những cái lớp chuyên sâu kia hiện tại đang full học viên rồi. Nếu các bạn muốn thì các bạn cứ học cái khóa nền tảng này của Sensei thôi và sẽ tham gia vào cái lớp mà Sensei sẽ khai giảng vào tháng 6 sắp tới, được chưa nhở? Còn một loại câu hỏi nữa là những câu hỏi mà liên quan đến cái bài học của ngày hôm nay thì ở 10 phút cuối của giờ học này Sensei sẽ giải đáp hết thắc mắc cho các bạn, được chưa nhỉ? Còn bây giờ các bạn cùng với Sensei tập trung vào bài giảng bây giờ nhé. Để Sensei xem là có bao nhiêu bạn rồi nào. Hay, Minasang. Đây, chúng ta sẽ học nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học với bài 1 của chương trình N4, được chưa nhỉ? Thì bài ngày hôm nay Sensei chỉ có một nội dung duy nhất cho các bạn thôi, đó là chúng ta sẽ học về cấu trúc ngữ pháp ưn đệt sự. Đây là một cái cấu trúc mà phải nói là dùng trong giao tiếp đời sống hàng ngày rất là nhiều. Người Nhật người ta dùng cái mẫu câu này theo như Sensei tính là dùng nhiều nhất luôn. Đó. Và khi chúng ta học N5 thì chúng ta học được các cái cấu trúc cơ bản rồi, gọi là giao tiếp cơ bản ấy, chúng ta biết chào hỏi, biết nói những câu đơn giản. Thì ngày hôm nay bắt đầu với N4, bắt đầu một cái level mới thì nói như nào nhỉ? Tiếng Nhật của chúng ta sẽ sang hơn, đúng không? Thì cái cấu trúc của ngày hôm nay sẽ dùng rất nhiều, và khi chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc này thay thế cho rất nhiều các cái cấu trúc khác. Vì vậy mà chúng ta sẽ gọi đây là cái cấu trúc gì nhỉ? Rất là vi diệu, rất là thần thánh, vì nó thay thế được cho rất nhiều các cấu trúc khác nhá. Nên ngày hôm nay là xin muốn là các bạn hãy tập trung vào cấu trúc này, sau ngày hôm nay dùng luôn vào trong giao tiếp đời sống hàng ngày nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào luôn với bài ngày hôm nay. Nội dung thì hôm nay sẽ có hai nội dung chính các bạn nhá. Các bạn cùng nhìn lên trên màn hình với Sensei này. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ học về ưn desu no tsukirikata, tức là học về cái cách làm thế nào để tạo ra được cái ưn desu sự này, được chưa? Nội dung thứ hai chúng ta sẽ học về ưn desu no tsukaikata, tức là gì? Là chúng ta sẽ học về cách để sử dụng cái cấu trúc ưn desu sự này. Vì khi mà chúng ta nói là dùng cho sang, nhưng mà chúng ta lại dùng nhiều quá và dùng không đúng với bối cảnh, không đúng với trường hợp thì chúng ta sẽ bị lố, được chưa nhỉ? Các bạn thấy những cái người lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh nhưng bị lố quá chưa?
Đó, nếu chúng ta sử dụng nhiều quá thì chúng ta sẽ bị giống những người như vậy nhá. Đây, các bạn cùng nhìn lên màn hình này. Sẽ bắt đầu luôn với phần 1 nhá. Phần 1 là undesu no chukuri kata desu ne, có nghĩa là cách để tạo ra cái cấu trúc undesu này. Thì các bạn nhìn lên đây nhá, chúng ta sẽ có một là đi với động từ chia về thể thông thường các bạn nhá. Undesu này này, đi với cả động từ chia về thể thông thường. Thể thông thường nói chung sẽ bao gồm có là gì đấy? À, veru này, veta là quá khứ, hoặc là venai là phủ định. Vena kata là phủ định của quá khứ đúng không? Quá khứ phủ định được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với hai là gì? Đi với danh từ. Đi với danh từ thì sẽ có gì đây? À, danh từ thì đằng sau chúng ta sẽ có na nhá. Và khi đưa về phủ định sẽ là danh từ zanai desu ne, zanai, hoặc là datta là thể quá khứ. Danh từ zanakata là quá khứ phủ định được chưa nhỉ? Và thứ ba là nó sẽ đi với gì đây? Tính từ đuôi y. Tính từ đuôi y ở đây chúng ta cũng sẽ chia về thể thông thường. Các bạn hình dung nhé, ân đề sự sẽ đi với thể thông thường, được chưa nhỉ? Thì ở đây sẽ có ai này. Ai khi đưa về thể thông thường thì chúng ta chỉ cần bỏ đề sự cuối đi thôi, vẫn giữ nguyên y nhá. Các bạn lưu ý nhá. Tiếp này, về phủ định thì sẽ là gì? À, kunai desu ne, bỏ y đi và cộng thêm kunai. Đây là kiến thức của N5 nhá, sensei đang ôn lại cho các bạn. Tiếp này, tiếp là tính từ đuôi y mà đưa về quá khứ thì sao? Sẽ bỏ y đi và thêm kata desu ne. Và tiếp này, về phủ định quá khứ thì sẽ là gì nhỉ? Tính từ kuna kata, được chưa nhỉ? Tiếp, thứ tư là gì đấy? Tính từ đuôi na, được chưa nhỉ? Tính từ đuôi na ở đây thì chúng ta cũng sẽ đưa về thể thông thường nhá. Lưu ý là ân đề sự sẽ chỉ đi về thể thông thường. Đây nhá, tính từ đuôi na để nguyên như vậy này. Tính từ nếu mà đưa về gì nhỏ phủ định sẽ là à tính từ xong rồi thêm dần này vào được chưa nhỉ? Dần này hoặc là à, tính từ đưa về thể quá khứ cũng sẽ là data, tương tự như ở bên danh từ này đúng không? Tiếp này, tính từ đuôi na chúng ta cũng sẽ bỏ na đi thành jana kata, được chưa nhỉ? Đó, tương tự như là danh từ đúng không? Thì đây là CC đang ôn lại kiến thức cho các bạn nhá. Đó, thì các bạn hình dung này, ân đề sự này, đi với thể thông thường là nó có động từ này, danh từ này, tính từ đuôi y này và tính từ đuôi na. Đây, để sensei gạch chân cho các bạn nhìn cho rõ nhá. Sensei sẽ đi thật chậm, được chưa nhờ? Đó. Đó. Các bạn đã rõ chưa nhờ? Hay. Thôi nha, các bạn tập trung vào bài học, các bạn có thể comment thắc mắc và bây giờ dừng comment số nha. Trong khi các bạn đang tranh thủ học mà các bạn lại đi comment số như này sẽ bị mất tập trung nhá. Các bạn sẽ thiên về hỏi những cái thắc mắc ở trong bài học. Rồi cuối giờ nếu các bạn muốn thì cuối giờ sensei lại cho chơi game tiếp nhá. Bây giờ các bạn tập trung vào học đi. Được chưa nhở? Quân loại trời ơi, em vẫn cứ hăng say comment thế. Đừng comment số nữa, học bài đi em. Cuối giờ sensei lại cho chơi tiếp. Thế các sensei tặng hết cả một kệ sách ở đây luôn nhá. Hay minasan, ii desu ka? Wakarimashita ka? Các bạn nhìn nhá, đây là cách để kết hợp ân đề sự với gì đấy? Động từ thể thông thường này, danh từ này cũng đưa về thể thông thường nhá và tính từ đuôi y, tính từ đuôi na được chưa nhỉ? Đây để xem tắt bút đi. Rồi, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhá. Đấy, phần 1 thì chúng ta sẽ đi vào và tập chia lại một lần nữa nhá. Rồi, về động từ thể thông thường này, các bạn nhìn lên màn hình này, sẽ có đây, veru này, beta này, venai này, venakata chúng ta vừa học xong đúng không? Và bây giờ sensei sẽ chuyển sang cộng này, ân đề sự. Đây là sensei đang viết rõ công thức ra cho các bạn thấy nhá. Cộng với ân đề sự được chưa nhỉ? Các bạn nhìn lên màn hình nhá. Rồi các bạn tập trung vào học nhá, dừng comment về game đi. Các bạn thắc mắc gì các bạn cứ hỏi, cuối giờ sensei sẽ trả lời. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ sensei sẽ lấy ví dụ cho các bạn dễ hình dung nhá. Đây, ví dụ. Ở đây sensei sẽ có động từ là ikimasu. Ikimasu thì chúng ta sẽ chia về thể thông thường như sau. Đầu tiên là veru thì sẽ là gì nhỉ? Iku được chưa nhỉ? Tiếp theo là gì? Quá khứ là ita hoặc là ikanai. Ikanai là phủ định nhá. Và phủ định của à, quá khứ phủ định là gì nhỉ? Ikanakata desu ne. Và bây giờ này, đến phần này các bạn comment cho sensei về cách chia nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chia ikku là gì nhỉ? Các bạn comment xuống bên dưới cho sensei nào. Ikku sẽ chia thành gì? Sensei để 3 giây nhá. 1 này. 2 này. 3 này.
Đó, các bạn comment xuống dưới tí xin sẽ chữa nhá. Thì y cự chúng ta sẽ chia về thành y cân des nè, y cân des, được chưa nhỉ? Y cân chúng ta chỉ việc đưa về thể thông thường, sau đó thì gắn thêm cái anh ân des sự này vào đây thôi nhá. Đó, các bạn nhìn này, chúng ta chỉ cần gắn anh ân des sự vào đây thôi nhá. Tiếp này, tiếp đến với gì đấy, y tả quá khứ thì chúng ta sẽ thêm gì, vẫn để nguyên như vậy và thêm ân des sự vào đúng không, thì sẽ là y tàn des, được chưa nhỉ? Thì ở đây sẽ có này, thế sẽ phải cho cái bút to lên cho dễ nhìn đấy. Hai. Y tàn, được chưa nhỉ? Y tàn des. Tiếp này, y kanai thì chúng ta vẫn vẫn để nguyên vậy và thêm gì đấy? Un desu desu ne. Thì ở đây sẽ có gì đấy? Y kanai des, được chưa nhỉ? Y kanai des. Đó. Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhá. Rồi, tiếp này, ikanakata thì chúng ta thêm un như thế nào nhỉ? Rồi nhá, xin lại để 3 giây cho các bạn comment nhá. 1 này. 2. 3. Hay, đúng rồi, chúng ta sẽ chỉ thêm ân để sự đằng sau thôi đúng không? Rất đơn giản luôn, được chưa nhỉ? Rồi, về nhà các bạn hãy tập chia với các động từ khác nhé. Ngoài ikimasu na thì sẽ có những cái động từ khác nữa, thì các bạn hãy cứ tập chia cho nó nhuần nhuyễn đi. Vì muốn sử dụng cái cấu trúc này một cách sang thì chúng ta phải biết cách chia một cách nhuần nhuyễn đi đã thì chúng ta mới sử dụng được, đúng nào? Hay, đến với phần tiếp theo này. Bạn nhìn lên đây nhá. Tiếp theo thì mình sẽ đến với danh từ nhá, chúng ta sẽ chia về danh từ này. Danh từ vẫn là futsuke desu ne, là thể thông thường, được chưa nhỉ? Thì ở đây sensei sẽ đưa về thể thông thường như sau, danh từ có na nhá. Tiếp này. Hai, danh từ đưa về phủ định là n xong thêm gì nhỉ? Zanai desu ne. Tiếp này, quá khứ là thêm đuôi, đuôi gì ấy? Datta. Và tiếp này, quá khứ phủ định gì? Zanakata desu ne. Các bạn lưu ý nhá, đây là Zanakata. Tuy chúng ta học trong N5 rất kỹ rồi nhưng vẫn có một số bạn lơ mơ mà bị nhầm. Cái này thành đạt tà là sai các bạn nhá. Lưu ý này. Zanakata, được chưa nhỉ? Đó, không được chủ quan nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cộng với cái gì đây? Đuôi là gì? Chúng ta chỉ việc thêm ân để sự ở đuôi rồi đúng không? Cách chia vô cùng đơn giản luôn. Cứ đưa về thể thông thường xong cộng với cái anh ân để sự này là chúng ta đã có cấu trúc vế ân đề sự rồi đúng không? Được chưa nhỉ? Sensei sẽ lấy ví dụ cho dễ hình dung nhá. Đây, ví dụ của Sensei đây. Sensei sẽ có từ kyodai desu ne. Kyodai có nghĩa là gì nhỉ? Các bạn comment ý nghĩa ở dưới cho Sensei nhá. Kyodai có nghĩa là gì? Học rồi, có cả hình minh họa ở đây mà các bạn mà còn comment sai là hôm nay Sensei sẽ phạt, chắc chắn sẽ phạt luôn. Trong giờ học có thưởng thì phải có phạt, như thế thì mới công bằng, đúng nào? Rồi nhá, Sensei sẽ chia cho các bạn xem này. Kyodai na desu ne, như danh từ lúc nãy trên sẽ có nhắc là có na, được chưa nhỉ? Tiếp này, kyodai zanai desu ne, trên sẽ xin lỗi nhá, ở đây bị thiếu mất chữ y này, trên sẽ viết thêm chữ y vào đây nhá. Hai, kyodai đây viết bằng chuột nên là chữ hơi xấu một chút, đây là chữ y của trên sẽ nhá, thôi để trên sẽ xóa đi viết lại, không các bạn lại không hình dung được chữ gì, đến lúc học không hiểu đổ tại cô nhá. Đây, trên sẽ viết lại chữ y. Đây sẽ có chữ y nữa các bạn nhé. Đấy. Rồi. Kyodai zanai desu ne. Tiếp này. Rồi. Kyodai datta là chúng ta chia về quá khứ desu ne. Đây là chúng ta chia theo cấu trúc ở đây thôi. Nhưng cái trường hợp này chúng ta không dùng các bạn nhỉ. Đấy. Kyodai datta desu ne. Tiếp này. Kyodai zanakata. Được chưa nhỉ? Zanakata. Đó. Thì các bạn lưu ý cho Sensei từ thứ hai nhá. Thiếu chữ y Sensei đã thêm vào rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi thêm ân đề sự này. Các bạn chú ý nhá, thêm ân đề sự nhá. Hay kyodai na thì thêm ân như nào nhỉ? Chỉ việc cộng thêm ân đằng sau thôi, rất đơn giản luôn đúng không? Kyodai nan desu, được chưa nhỉ? Kyodai nan desu, được chưa nhỉ? Tiếp đến này, kyodai giờ này thì sao? Các bạn comment ở bên dưới nhá. Hai. Kyodai giờ này desu, được chưa nhỉ? Đó, kyodai giờ này desu. Tiếp này, kyodai dattan, được chưa nhỉ? Kyodai dattan desu. Rồi, cuối cùng là gì đây? Cuối cùng là gì nhỉ? Xin sẽ lại dành cho các bạn 3 giây nhá. Từ kyodai zanakata thì chúng ta sẽ chia như thế nào nhỉ? 1 2 3, được chưa nhỉ? 2 kyodai zanakata desu, được chưa nhỉ? Các bạn nhìn lên màn hình nhá. Đây, xin sẽ đã chia hết rồi đây. Ok desu ka? Rồi. Trong phần danh từ nhá, chúng ta sẽ đến tiếp, được chưa nhỉ? Đến phần tiếp theo nhá.
Hai, phần tiếp theo là gì đấy? À, tính từ đuôi y để nhé, tính từ đuôi y. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chia về AI giữ nguyên như thế được chưa nhỉ? Chúng ta không có thêm đệt sự hay là không thêm gì đằng sau hết. AI tính từ đuôi y. Tiếp này, đưa về phủ định là gì? Tính từ đuôi y chúng ta phải bỏ y đi các bạn nhé. Lưu ý là bỏ y đi xong rồi thêm cứ này được chưa nhỉ? Cứ này. Và tiếp này, tính từ đuôi y bỏ y đi và thêm kata. Đây là quá khứ nè. Tiếp này, tính từ đuôi y thì chúng ta vẫn bỏ y đi và thêm gì đấy? Kuna kata. Đây là phủ định quá khứ được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ lại tạo nên một cái cấu trúc nhá. Bạn nhìn này, chúng ta sẽ cộng thêm gì? Cộng thêm gì nhỉ? Đúng rồi, cộng thêm undes nè. Đó, đưa tính từ đuôi y về thể thông thường, sau đó thì cộng thêm undes sự được chưa nhỉ? Đây, chúng ta có một cấu trúc rồi, bây giờ chúng ta lại lấy ví dụ đấy nhỉ? Chúng ta sẽ lấy ví dụ về một một tính từ sau đó thay vào nhá. Hai, ở đây xin sẽ có ví dụ đây. Oxy ですね. Oxy thì ở đây không có chữ C đằng sau này nhá. Xin xin lỗi, để xin gạch nó đi này. Đây. Đây là oxy các bạn nhá. Các bạn nhìn lên đây, oxy. Và tiếp này, đưa về thể thông thường nó sẽ là oxy, được chưa nhỉ? Oxy và không có đuôi nhá, oxy. Tiếp này, đưa về phủ định là gì? Oxy, cứ này, nè, bỏ y đi nhá. Ở cái đoạn này là sẽ có y và chúng ta sẽ bỏ y đi, sau đó thì thêm cứ này, được chưa nhỉ? Rồi, oxy, kata cũng bỏ y đi. Và cuối cùng là gì? Quá khứ phủ định là gì nhỉ? Các bạn comment ở bên dưới cho xem nhá. Oxy, cứ na, kata, được chưa nhỉ? Hay. Tiếp này, thế sẽ có gì đấy? Thêm gì? Đúng rồi, thêm đuôi ưn, được chưa nhỉ? Hai, oisin, được chưa nhỉ? Tiếp đến nhá. Oisi, kunai, in, được chưa nhỉ? Oisi, kunai, in, tiếp. Cuối cùng cái này thì gì nhỉ? Oisi, oisi, kata. Thì thêm gì? Thêm ưn là oisi, katan, des. Đúng rồi, được chưa nhỉ? Tiếp đến này, cuối cùng là gì đấy? Oishi kuna kata thì chúng ta sẽ chia như nào nhỉ? Đơn giản mà, thêm ưn vào thôi đúng không? Thì là oishi kuna kata desu. Được chưa nhỉ? Hay. Ở đây có rất nhiều senpai đang học N4 rồi đúng không nhỉ? Các bạn comment từ từ không, các bạn khác vào các bạn lại thấy choáng nhá. Hay. Có rất nhiều các senpai luôn này. Rồi, vậy là sensei vừa chia xong tính từ đuôi y rồi đúng không? Chúng ta sẽ đến với mục số 4 là gì? Tính từ đuôi na được chưa nhỉ? Cùng nhau chia tính từ đuôi na nhé. Hai. Phần này. Đây, cái này sensei chưa cho chạy hiệu ứng từ từ. Được rồi, các bạn nhìn lên đây nhá. Sensei sẽ gạch bút này. Đây, tính từ đuôi na nhá. Thì chúng ta sẽ đưa về thể thông thường được nhỉ? Nên nhớ là ưn để sự sẽ đi với thể thông thường, cho dù danh từ hay tính từ hay động từ, được chưa nhỉ? Thì ở đây sẽ có gì? Tính từ đuôi na để nguyên như vậy đúng không? Để nguyên na nhá. Tiếp này, tính từ đuôi na khi mà đưa về phủ định thì là gì? Thêm đuôi. Zanai, được chưa nhỉ? Zanai. Và khi đưa về quá khứ thì sao? Đặt ta, được chưa nhỉ? Thêm đuôi, đặt ta. Tương tự như danh từ đúng không? Và cuối cùng là gì đấy? Phủ định quá khứ thì chúng ta lại gì? Lại có một cái lưu ý là gì đấy? Zanai, kata, được chưa nhỉ? Nhớ cái kata này các bạn nhá. Nhiều bạn mà bị nhầm với đạt tà thì rất là đáng tiếc luôn đấy, được chưa nhỉ? Hay, giá nó, cắt tà, được chưa nhỉ? Sau đó thì chúng ta chỉ việc cộng với ưn đệt sự này thôi, đúng không? Cộng với ưn đệt sự, y đệt cá. Và sao nhỉ? Chúng ta sẽ lấy ví dụ, được chưa nhỉ? Học cái gì chúng ta cũng lấy ví dụ luôn nhá. Về nhà các bạn sẽ luyện tập lấy ví dụ với những cái động từ khác và tính từ khác, danh từ khác, được chưa nhỉ? Rồi, các bạn nhìn lên đây nhá. Sẽ có tính từ là tai sẽ trở nào. Các bạn comment cho sensei biết là tai sẽ trở nào này sẽ có ý nghĩa gì nhá. Dịch nghĩa cho sensei ở dưới comment nhá. Kiểm tra bài cũ luôn. Được chưa nhỉ? Tai sẽ trở nào có nghĩa là gì? Comment ở bên dưới cho sensei nhá. Rồi, cuối giờ sensei xem bạn nào mà học hành sôi nổi, hỏi gì các bạn cũng trả lời được, chắc chắn có quà luôn. Được chưa nhỉ? Rồi, và bây giờ sensei đưa này. Về thể thông thường sẽ chỉ là tai sẽ chữ na để nguyên đúng không? Không có gì thay đổi cả. Tiếp này. Tai sẽ chữ giá này. Đây là gì? Là phủ định đúng không? Phủ định. Rồi. Tiếp này. Tai sẽ chữ đạt tạ là
đưa về quá khứ đúng không? Đưa về quá khứ thì chúng ta thêm cái gì đây nhỉ? À, đạt tạ để cho nhỏ xin xin luôn luôn lưu ý cái đoạn đuôi này cho các bạn để các bạn không bị nhầm nữa. Vì nếu như trong N5 mà các bạn mà chia không chắc thì các bạn sẽ bị loạn thôi. Nhưng mà các bạn mà chia chắc rồi thì chúng ta sẽ rất dễ để học những cái phần tiếp theo được chưa nhỉ? Tiếp này, cuối cùng chúng ta sẽ đưa về gì? Quá khứ phủ định đúng không? Quá khứ phủ định ở đây sẽ có gì đấy? Tai sẽ chứ sana kata được chưa nhỉ? Lại lưu ý cái đuôi nhá. Lưu ý này, sana kata được chưa nhỉ? Không được nhầm nhá. Ides ka? Rồi, được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta tương tự như vậy chúng ta thêm thêm gì đấy? À, rất đơn giản đúng không? Thêm ân đệ sự thôi thì ở đây sẽ là gì? Tai sẽ chữ nan, nan des, được chưa nhỉ? Tai sẽ chữ nan des, được chưa? Tiếp này. À, tai sẽ chữ sanain des. Chẳng có gì khó cả, chỉ gắn mỗi cái đuôi vào thôi đúng không? Tương tự vậy thì ra gì? Tai sẽ chữ đặt tan des, được chưa nhỉ? Rồi nhá. À, tai sẽ chữ sana katan desu. Rồi, chúng ta đã chia về tính từ đuôi na rồi đúng không? Vậy là chúng ta đi hết bốn cái mục để chúng ta cách gì đấy? À, un desu no chukuri kata. Vậy là chúng ta đã biết cách để tạo ra cái cấu trúc un desu rồi đúng không nào? Biết cách rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Đến với phần thứ hai, phần cốt lõi quan trọng nhất trong bài này. Bây giờ mới là phần cần tập trung nhá, các bạn tập trung vào nhá. Để xem là cách sử dụng như thế nào. Thì ở đây xem sẽ có như sau. À, chữ kai kata nhìn lên đây nhá, các bạn nhìn này. À, thứ nhất là sẽ có ba trong cái chữ kai kata này sẽ có ba cái chính. Cái thứ nhất là gì? Un desu ka, được chưa nhỉ? Un desu ka của sensei thì sẽ có cách dùng là dùng để làm gì đây? Xác nhận thông tin khi mà mình nhìn hoặc là mình nghe thấy một cái điều gì đó, mình đang gọi là phỏng đoán. Đó, thì mình sẽ đi xác nhận thông tin đúng không? Khi mà mình đang phỏng đoán, mình đang mường tượng là không biết là đúng hay không, thì lúc đó mình cần phải xác nhận thông tin. Thì un desu ka sẽ dùng trong trường hợp này, được chưa nhỉ? Tiếp này, trường hợp thứ hai chính là gì đấy? Muốn được cung cấp thêm thông tin. Khi mà mình biết một cái thông tin gì đấy mà chưa chưa có đầy đủ, thì mình cần phải cung cấp thêm thông tin. Thì lúc đó mình cũng sẽ sử dụng là un desu ka. Lưu ý nhá. Và còn một cái cách thứ ba nữa đó chính là gì đấy? Muốn được giải thích lý do, khi mà bạn cần cần biết lý do thì bạn sẽ dùng cái cấu trúc là un desu ka để hỏi, được chưa nhỉ? Và cách dùng thứ tư đây, muốn giải thích về tình trạng, tóm lại là ở trên là khi mà muốn xác nhận thông tin này, phỏng đoán gì đó mà mình cần xác nhận lại, thứ hai là mình muốn cung cấp thêm thông tin cũng dùng un desu ka, thứ ba muốn được giải thích lý do cũng un desu ka, thứ tư muốn giải thích về tình trạng cũng un desu ka. Chứng tỏ cái anh này được dùng rất nhiều đúng không? Xin sẽ nói rồi mà, dùng cực kỳ nhiều luôn. Lát nữa xin sẽ lấy ví dụ cho các bạn thấy. Tiếp đến này, cái thứ hai trong cái phần chữ khai cắt tà này chúng ta chỉ dùng un desu sự thôi. Như anh ở trên là anh chuyên đi hỏi, chuyên đi xác nhận, thì cái anh un desu sự này chính là cái anh đi để trả lời các bạn nhé. Nhớ cho xin này, cái un desu ka này này là cái anh mà chuyên đi hỏi, chuyên đi để xác nhận thông tin. Thì cái anh un desu sự này sẽ sử dụng để trình bày và trả lời nhá. Thì ở đây sensei sẽ có cách dùng như sau. Thứ nhất là khi mình trình bày lý do, giải thích, được chưa nhỉ? Và một cách dùng nữa đó chính là, à, khi muốn nói thêm về lý do mà mình vừa nói trước đó, có nghĩa là khi mà mình đang muốn trả lời về một cái câu hỏi của người khác, sau đó mình lại muốn bổ sung thêm thông tin nữa, thì mình cũng dùng cái anh un desu sự này. Cụ thể thế nào lát nữa sensei sẽ phân tích, các bạn bây giờ chỉ cần nhớ cho sensei các cái gạch đầu dòng này thôi, được chưa nhỉ? Và một cái anh chữ cái cắt tập thứ ba chính là anh un desu ga. Trên là có cá là chuyên dùng đi hỏi này, desu sự là câu khẳng định này, chuyên dùng để trình bày này, văn vở đấy. Rồi cái anh un desu ga này sẽ là anh để làm gì đây? Anh để mở đầu, để khi mà mình muốn mở đầu một cái câu chuyện nào đó, mình muốn nhờ bà ai làm gì, muốn mời rủ hay là kêu gọi ai đó làm gì với mình, hoặc là mình xin phép ai, thì mình sẽ dùng cái anh un desu ga này, được chưa nhỉ? Tóm lại ở cái slide này xin xem một các bạn nhớ xin xem ba cái mục chính này, chữ kai kata sẽ được dùng cho, à, un desu ka là chuyên đi hỏi đi xác nhận này, un desu là cái anh chuyên anh khẳng định này, chuyên đi trình bày đi văn vở đấy, được chưa? Còn cái anh un desu ga này sẽ là anh đi mở đầu, đi mở đầu câu chuyện đó để nhờ vả hay là mời gọi ai đó làm gì, xin phép ai đó làm gì, được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng mục một nhá. Rồi để xem tắt bút đi đã nào. Đây,
mình sẽ đến với anh undeska trước đúng không? Cái anh để đi hỏi và đi xác nhận thông tin này trước. Các bạn nhìn nhá, hỏi và xác nhận thông tin này. Thì sensei sẽ có này, một là xác nhận thông tin, hai là muốn giải thích về tình trạng này, anh muốn cung cấp thêm thông tin này, hoặc là muốn giải thích lý do. Đây là cái slide tóm tắt được chưa nhỉ? Để cho các bạn hình dung ra là sẽ có tiếp bốn anh này. Đó. Bây giờ sẽ đi vào từng anh một. Anh đầu tiên là anh xác nhận thông tin này. Thì sensei sẽ có ví dụ như sau. À, nhìn thấy cái cô này cô đang cầm ô đúng không? Đây, trường hợp mà sensei đưa ra đây là à, mình đang ngồi làm việc, thấy một người đang cầm ô. Thì lúc đó mình sẽ bảo thấy cầm ô này có lẽ là trời đang mưa đúng không? Mình đang phỏng đoán rằng là trời đang mưa. Thì lúc đó mình sẽ hỏi là trời đang mưa à, được chưa? Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? À, các bạn, cho các bạn 3 giây để comment nhá. Lúc đó chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Trời đang mưa à? 1 2 3. Đây, khi đó chúng ta sẽ hỏi là ame ga futterun desu ka? Đấy chứ nhỉ? Ame ga futterun desu ka? Thì ở đây chúng ta sẽ đưa về gì? Futteiru có nghĩa là gì đấy? Là trời đang mưa đúng không? Nó là futteimasu đấy. Và chúng ta đưa về thể thông thường là futteiru, được chưa nhỉ? Thể thông thường ở đây là futteiru này. Sau đó thì chúng ta đơn giản luôn cộng thêm anh undesuka này vào để xác nhận, được chưa nhỉ? Là dùng trong trường hợp gì đấy? À, chúng ta đang phỏng đoán rằng là ngoài trời đang mưa đấy, nên là cái cô này cô mới cầm ô thì chúng ta mới hỏi. Chứ chúng ta không có dùng trong cái trường hợp mà trời nó đang mưa rõ ràng như thế, đứng ở hiên nhà nhìn trời mưa và hỏi là ame ga futterun desu ka, là không được nhá, là okashi đấy. Người ta sẽ bảo là chắc là có vấn đề gì rồi, đứng trước trời mưa và hỏi câu đó là không được, được chưa nhỉ? Các bạn lưu ý nhá. Hay. Và bây giờ sensei sẽ lấy thêm một ví dụ nữa nhá. À, ví dụ đây các bạn nhìn lên đây này. Sensei có gì đấy? Có bạn nào đang sống ở Nhật không nhỉ? Có biết Tokyo Banana không? Đây là rất là nổi tiếng ở Tokyo đúng không? Khi nào mà sensei đi Tokyo chơi cũng luôn luôn mua cái bánh này về để tặng cho người thân. Vì đó là gì đấy? Đặc sản của Tokyo mà. Được chưa nhỉ? Thì khi mà sensei thấy một người bạn đi du lịch về xong rồi xách cái túi bánh này, thì sensei nghĩ là chắc chắn là nó đi Tokyo rồi đấy. Thì lúc đấy sensei sẽ nói như sau. Tokyo ni ittan desu ka? Tức là mày đã đi Tokyo à, đúng chưa? Khi nhìn thấy bạn mình đi chơi xách bánh về thì mình đang gọi là phỏng đoán rằng là chắc là nó đi Tokyo rồi. Thì mình mới hỏi là mày đi Tokyo à, thì sẽ là gì? Tokyo ni ittan desu ka? Vậy cái câu này khi mà chúng ta chỉ học trong N5 thôi thì chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Các bạn comment nhá. Trong cấu trúc ngữ pháp của N5 thì các bạn sẽ hỏi như thế nào nhỉ? À, chúng ta sẽ hỏi là gì? Tokyo ni ikimashita ka, đúng không? Ikimashita ka, được chưa nhỉ? Hoặc là Tokyo ni itta. Chúng ta chỉ hỏi đơn giản như thế thôi đúng không? Nhưng sau ngày hôm nay chúng ta sẽ không hỏi như thế nữa nhá. Chúng ta sẽ thêm vào là Tokyo ni ittan desu ka, thêm un desu ka vào cho sang, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ không còn dùng cái cách nói là Tokyo ni ikimashita ka nữa, được chưa nhỉ? Lưu ý nhá, sau hôm nay sẽ dùng un desu ka cho sang, được chưa nhỉ? Rồi, ở đây sensei dịch là bạn đã đi Tokyo phải không, được chưa nhỉ? Đó, vậy là sensei đã lấy hai ví dụ rất cụ thể về cái cách dùng để xác nhận thông tin rồi đúng không? Khi mà chúng ta đã phỏng đoán vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ đi xác nhận, được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ đến với cách dùng tiếp theo nhá. Cách dùng tiếp theo là khi muốn cung cấp thêm thông tin. Cung cấp thêm ở đây có nghĩa là chúng ta đã biết được phần nào đó có thông tin rồi và chúng ta muốn biết thêm nữa thì chúng ta mới đi hỏi đúng không? Vì là cung cấp thêm mà. Thì ở đây sẽ có ví dụ như sau. Ii kawan desu ne, doko de kaimashita ka? Thì cái anh này anh đang khen là ui cái cặp này đẹp nhỉ đúng không? Mua ở đâu rồi? Đó, thì anh này anh trả lời là gì đấy? ABC shop de kaimashita yo. Được chưa nhỉ? Là tôi đã mua ở cái shop ABC đúng không? Thì đây là cái ví dụ sensei đưa ra khi mà sử dụng cấu trúc của N5. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cấu trúc sang chảnh hơn của N4. Thì các bạn comment cho sensei là chúng ta sẽ hỏi như thế nào nhá. Hai, cho các bạn 3 giây để comment. 1 2 3 2. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi sang chảnh hơn này. Ikawan desu ne, doko de kattan desu ka? Được chưa nhỉ? Đưa cái kaimashita này về thể thông thường là katta, được chưa nhỉ? Katta và thêm un desu ka vào, sang hơn rồi đấy. Doko de kattan desu ka? Được chưa? Rồi, và tiếp đến thì cái anh này anh trả lời là gì? ABC shop de
khai mắt style được chưa nhỉ? Anh này anh trả lời rất là đầy đủ luôn, là tôi đã mua ở shop ABC. Còn một lát nữa thì sensei sẽ để cho anh này trả lời sang hơn được chưa nhỉ? Hiện tại thì chúng ta sẽ chỉ để thế này thôi. Ii desu ne. Hay các bạn bây giờ mới nhìn thấy comment của các bạn. Hay không sao, sensei đi tiếp cái phần tiếp theo nhá. Sensei có một ví dụ nữa như sau. Tokyo ni itta ne. Dare to ikimashita ga? Koi to. Anh ấy trả lời như thế. Thì ở trong cái trường hợp này, khi mà mình biết được là bạn mình đã đi du lịch ở Tokyo rồi, đó thì mình đã biết được một cái thông tin rồi đúng không? Là đã đi du lịch ở Tokyo. Vì nhìn qua là mình đã phỏng đoán như thế và mình đã xác nhận được như vậy rồi. Tiếp theo mình muốn cung cấp thêm là mình đi Tokyo chơi thì mình đi với ai? Đấy chưa nhờ? Đi với ai? Thì sẽ hỏi là Dare to ikimashita ga? Đây là cách hỏi của N năm cơ bản được chưa nhờ? Bây giờ chúng ta lại chuyển sang câu hỏi sang chảnh hơn. Xin xin lại để cho các bạn 3 giây để các bạn có thể comment cách nói sang hơn nhá. Nào, 1, 2, 3. Rồi, đáp án của xin xin đây này. Tokyo ni itta ne. Dare to ittan desu ka? Được chưa nhỉ? Dare to ittan desu ka? Thì chúng ta đưa ikimashita này về thể thông thường là itta. Được chưa nhỉ? Itta sau thì thêm un desu ka vào. Đó là trở thành sang hơn. Được chưa nhỉ? Dare to ittan desu ka? Xong anh này sẽ trả lời là koibito to. Chấm chấm chấm. Lát nữa sensei sẽ để cho anh này trả lời. Được chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ mình nhìn thấy các bạn comment đấy. Xin xe like vào cái này bị chậm mất mười mấy giây. Ii desu ka, Mina-san? Xin xe chuyển sang cách dùng tiếp theo nhá. Rồi, cách dùng tiếp theo này. Muốn được giải thích lý do. Đó, khi mà mình muốn được người khác giải thích lý do cho mình biết tại sao. Nghe lý do là chúng ta sẽ có luôn cái cụm từ là do ste, được chưa nhỉ? Đây, thì xin xe sẽ có. Đây là ông sếp nhá. Ông ấy đang cần nhân viên giải thích lý do, mặt rất căng thẳng, được chưa nhỉ? Thì sensei có câu sao? Do iste okuretan desu ka? Đó, sếp đang rất tức giận vì cái cô này, cô ấy đi muộn đúng không? Thì cô ấy cần anh này, anh sếp này sẽ cần cái cô này phải xác nhận lý do là tại sao cô lại đi làm muộn, được chưa nhỉ? Tại sao cô đã đến muộn? Thì và bây giờ sẽ đến với một ví dụ đây nhá. Ví dụ ở đây, cô này cô đang vò đầu vứt tóc gọi điện, kiểu đang rất là tức giận đúng không? Thì sensei sẽ có câu là Nande madakunai desu ka? Thì cái cô này chắc là đang có hẹn với người yêu đúng không? Có hẹn với người yêu nhưng mà người yêu lại chưa đến. Cô ấy đang phải một mình ở rạp chiếu phim hoặc là ở nhà hàng chẳng hạn. Cô ấy sẽ gọi điện, cô hỏi là Nande madakunai desu ka? Tại sao bây giờ vẫn chưa đến? Thì nhờ? Thì trong trường hợp đó là muốn được giải thích lý do, anh phải cho tôi biết lý do tại sao bây giờ anh chưa đến. Tôi đang rất là tức giận đây, được chưa nhờ? Hay Nan de mara konai desu ka? Minasan, ii desu ka? Hay. Và đó là hai cái ví dụ rất là cụ thể cho cái cách dùng là muốn được giải thích lý do. Được chưa nhở? Rồi, chúng ta sẽ đến với cách dùng thứ tư được chưa nhở? Cách dùng thứ tư là khi mà chúng ta muốn giải thích về tình trạng. Đó, thì đây. Rồi, có một cái câu quốc dân luôn, đó chính là câu gì đấy? Do stan desu ka? Đã nghe ở đây sensei sẽ để là doshimashita ka đúng không? Doshimashita ka là cách nói của N5 được chưa nhỉ? Thì ở đây sensei sẽ có gì đây? Doshitan desu ka? Đây là câu nói quốc dân luôn. Chúng ta sẽ hỏi được trong mọi cái trường hợp luôn. Ví dụ như thấy bạn là mặt đang xanh xao cũng hỏi là doshitan desu ka? Có thể là trúng gió, nó đau bụng, nó đau đầu được chưa nhỉ? Hoặc trong trường hợp mà thấy ai đó đang ngồi buồn buồn mình cũng hỏi doshitan desu ka? Là làm sao đấy, hoặc thấy ai đang tìm kiếm cái gì mình cũng hoàn toàn có thể hỏi là Do stan desu ka? Thì các bạn lưu ý cho sensei nhé, đây chính là câu nói quốc dân rồi, khi mà mình muốn xác nhận tình trạng, muốn hỏi thăm tình hình của ai đó cứ Do stan desu ka thôi, là câu hỏi rất chung, được chưa nhỉ? Hỏi chung về tình trạng, lưu ý cho sensei nhé. Thì ở đây cô này có bị làm sao đây? Shichiren desu ne. Shichiren đây có nghĩa là gì? Thất tình. Các bạn lưu cho sensei cái từ từ mới này nhá, là cô này cô đang bị thất tình, được chưa nhỉ? Rồi, đây là một ví dụ cụ thể cho muốn giải thích về tình trạng. Sensei sẽ lấy một ví dụ nữa về sức khỏe đi, cho nó dễ hình dung. Thì ở đây đang có gì đây? Có anh bạn anh ấy đeo khẩu trang đúng không? Ngày trước thì mình sẽ hỏi là doshimashita ka? Đó là cách hỏi là ui, bạn đang làm sao thế đúng không? Bạn làm sao đấy? Thì anh ấy trả lời là kaze o
hikimasta, đấy chưa? Kaze wo hikimasta tức là bị làm sao? Bị cảm các bạn nhé, bị cảm đấy chưa nhỉ? Thì ở đây sensei sẽ chuyển sang cách nói sang hơn như thế này, nhìn lên màn hình nhá. Rồi, dostan desu ka? Đấy chưa nhỉ? Dostan desu ka? Thì anh này anh trả lời lại cũng rất sang luôn. À, kaze wo hitan desu. Kaze wo hitan desu là gì? Tôi đang bị cảm, đấy chưa nhỉ? Minasan, ii desu ka? Hay, đó là ví dụ cho cái cách dùng gì đấy? À, muốn giải thích về tình trạng, được chưa nhỉ? Hai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, được chưa nhỉ? Các bạn comment rất sôi nổi luôn, 10 phút cuối Sensei sẽ dành hết cho các bạn. Nên các bạn thắc mắc gì cứ comment vào đây cho Sensei nhá. Bây giờ chúng ta tập trung vào bài học này. Chúng ta sẽ chuyển đến phần tiếp theo các bạn nhé. Phần tiếp theo chính là gì đấy? À, ưn desu ka này, đây là tóm tắt lại nhá, tóm tắt lại. Đây, xác nhận thông tin này. Thì Sensei vừa mới đưa ra hai cái ví dụ đấy. Xác nhận là trời có đang mưa không ấy, đúng không? Rồi, Tokyo ni ittan desu ka là mình muốn xác nhận xem là à, bạn đến Tokyo có phải không? Bạn đã đi Tokyo. Tiếp đến này, muốn cung cấp thêm thông tin thì ở đây Sensei có một cái tóm tắt cái lưu ý cho các bạn như sau. Khi muốn cung cấp thêm thông tin thì chúng ta sẽ phải gì? Hỏi đúng không? Hỏi thì chúng ta phải dùng từ hỏi rồi. Sẽ có nan này, nani này, hoặc là gì đấy? Ichi, hoặc là dare to, được chưa nhỉ? Hoặc là doko de. Đó, thì khi mà mình muốn cung cấp thêm thông tin, được chưa nhỉ? Thì ở đây, nó có gì đây? À, ikawa desu, nên đây là ví dụ lúc nãy Sensei đưa ra nhá. Rồi, doko de kattan desu ka thì mình muốn xác nhận là à, mua ở đâu đây? Hoặc là trong trường hợp mà gì đây? À, chúng ta Tokyo ni ittane, dare to ittan desu ka là mình muốn cung cấp thêm là đã đi Tokyo với ai, được chưa nhỉ? Rồi, thứ ba là gì đây? Thứ ba là gì? À, muốn được giải thích lý do các bạn nhé, muốn được giải thích lý do thì ở đây Sensei lại có những cái từ đây, các bạn nhìn lên màn hình nhé. Sensei gạch chân này, doste hoặc là nan de, được chưa nhỉ? Muốn được giải thích lý do mà, nếu mà nhắc đến cái cụm từ lý do này thì chúng ta sẽ không thể nào mà không sử dụng hai cái từ hỏi là doste hoặc là nan de, được chưa nhỉ? Hay thì ở đây Sensei sẽ có gì nhỉ? Để Sensei tắt cái bút này nè. Đây, hai ví dụ Sensei vừa đưa ra đúng không? Doste okuretan desu ka? Hoặc là gì đấy? À, nan de konai desu ka? Cái cô người yêu cô rất là tức giận đúng không? Rồi, nên cô cần phải được giải thích. Tiếp theo, thứ tư là gì nhỉ? À, muốn giải thích về tình trạng thì cái câu quốc dân ở đây là gì? Dostan desu ka? Thì cái câu dostano này chúng ta sẽ chuyển thành Dostan desu ka, các bạn lưu ý nhá. Hai, Dostan desu ka dùng được trong rất nhiều trường hợp luôn. Ii desu ne. Hai. Và tiếp. Hai cái ví dụ sensei vừa đưa ra là gì? Là một anh thì bị cảm, một chị thì bị thất tình, thế chưa nhỉ? Thì chúng ta đều dùng được là Dostan desu ka. Ii desu ne. Đây là phần tóm tắt lại bốn cái cách dùng của un desu ka, chính là cái anh mà chuyên đi xác nhận, đi hỏi, được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với anh trình bày, anh giải thích. Rồi, phần thứ hai của chúng ta sẽ là gì đây? Anh trình bày và anh giải thích chính là ưn đề sự, được nhỉ? Ưn đề sự các bạn nhé. Rồi, thì ở đây sẽ có là một, khi trình bày lý do và giải thích này. Hai là khi mà muốn nói thêm lý do đã trình bày ở trước. Thì ở riêng cái anh ưn đề sự này, cái câu khẳng định này, Sensei chỉ cần các bạn nhớ cho Sensei hai cái chính thôi, hai gạch đầu dòng. Đó chính là dùng khi trình bày lý do giải thích, được chưa nhỉ? Hoặc là nói thêm lý do đã trình bày ở trước, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ lấy ví dụ cho trường hợp thứ nhất nhá, cách dùng thứ nhất nhá. Khi trình bày lý do giải thích thì trên xe có ví dụ như sau, tương tự như vậy thôi. Cái anh sếp này anh rất tức giận vì cô nhân viên cô ấy đi muộn, thì anh đã hỏi là à, doste okuretan desu ka? Thì lúc nãy sensei chưa để cho cô nhân viên này trả lời, nhưng bây giờ thì đến lượt cô này trả lời đúng không? Cô này trả lời thì cô ấy trình bày lý do như sau. Ba sự gạo kona katan desu. Ba sự là gì? Ba sự là à, xe buýt đúng không? Gạo kona katan desu. Và cô ấy đang trình bày lý do là tại vì xe buýt không không đến, được chưa nhỉ? Tại vì xe buýt không đến nên tôi mới đi đi muộn. Thì đây chính là cái phần mà chúng ta đang học đây, chính là dùng để làm gì đây? Trình bày về lý do, được chưa nhỉ? Giải thích. Ii desu ka? Sau mà các bạn đi muộn thì các bạn giải thích với sếp, các bạn cũng nói như vậy đúng không? Ba sự ga kona katan desu, hoặc là đen xả ga kona katan desu, được chưa nhỉ?
Y ですか? Hay, tiếp này. Sẽ có một ví dụ nữa cho các anh trình bày và giải thích này. Thì lúc nãy cái cô này cô ấy hỏi là Do stan desu ka rồi, cái cô mà đang ngồi toát mồ hôi đây. Vì thấy cô này cầm chai rượu to quá, đúng không? Thì cô ấy hỏi là Do stan desu ka? Được chưa nhỉ? Thì bây giờ đến lượt cô này trả lời, sensei sẽ để cô trả lời là gì đấy? À, chotto kibun ga warui desu. Được chưa nhỉ? Là tôi đang cảm thấy tâm trạng của tôi đang không tốt, đúng không? Tâm trạng đang không tốt. Còn nếu mà trả lời thẳng ra thì sẽ là gì đây? Có một cách trả lời khác nữa, ví dụ sensei đã gợi ý ở đây rồi. Các senpai hãy comment vào đây cách trả lời khác nhá, cách trả lời không không vòng vo nữa ấy, trả lời thẳng thì sẽ như nào nhá. Hai. Ở đây là gì? Chotto kibun ga warui desu. Được chưa nhỉ? Là tâm trạng của tôi đang không tốt, không được tốt lắm. Còn một cách nữa là gì đấy? À, trả lời luôn. Shichiren nan desu. Được chưa nhỉ? Shichiren, xong đó thêm nan desu đằng sau. Ii desu ne. Hai. Rồi, đó là hai cái ví dụ của sensei về việc trình bày lý do và giải thích rất là ngắn gọn, đúng không? Chúng ta đến phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo là gì đấy? Nói lý do trình bày ở trước, nói thêm cái lý do đấy chứ nhỉ? Thì sẽ dùng trong trường hợp như sau. Các bạn để ý lên đây nhé. Sensei sẽ có đây hai người đang trò chuyện với nhau. Thì cái cô này cô ấy hỏi cái anh này là gì đấy? À, yoku karaoke ni ikimasu ka? Đấy chứ nhỉ? Có nghĩa là à, anh có hay đi karaoke không? Hoặc là bạn có hay đi karaoke không? Thì cái anh này anh trả lời như sau. Ie, amari ikimasen. Được chưa nhỉ? Karaoke wa suki janai desu. Thì bình thường khi mà được hỏi rằng là à bạn có hay đi karaoke không? Mình chỉ cần trả lời là ie, amari ikimasen. Không, tôi rất ít khi đi, tôi không hay đi lắm. Được chưa nhỉ? Là đã đủ ý rồi đúng không? Cực kỳ đầy đủ rồi. Tuy nhiên anh hãy trình bày thêm là à vì tôi không không thích karaoke thì anh ấy nói thêm là karaoke wa suki janai desu. Đây, cái anh trình bày là anh suki janai desu này. Có nghĩa là anh đã nói thêm cái lý do trình bày ở trước là lý do tại sao anh lại không hay đi karaoke. Anh ấy rất ít khi đi là tại vì suki janai desu, tức là tôi không thích karaoke. Được chưa nhỉ? Mina-san, ii desu ka? Rồi, các bạn đã hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Đó, khi chúng ta muốn trình bày thêm cái điều gì đó chứ chúng ta không trả lời kiểu cụt lủng được, đúng không? Rồi, sẽ lấy thêm một ví dụ nữa, gặp rất nhiều trong đời sống hàng ngày luôn. Đây. À, cái cô này nhá, ở đây cô ấy rất là thích cái anh này. Thế cô ấy thấy anh ấy mua một cái mũ rất là đẹp thì cô ấy sẽ hỏi như sau. Kawaii boshi desu ne, dare ni agemasu ka? Có nghĩa là gì? À, cái mũ này nó dễ thương nhỉ, anh định tặng ai à, đúng không? Anh tặng ai à? Thì cái anh này anh nói là haha ni agemasu, tức là tôi tặng mẹ tôi, đúng không? Cô này đang xác nhận là không biết là anh này có người yêu chưa, có thể là mua tặng bạn gái đúng không nhở? Nhưng anh này anh trả lời là haha ni agemasu, nên là mặt cô ấy đang cảm thấy rất vui đúng không? Rồi, thì ở đây sensei sẽ có câu hỏi đây. Kawaii boshi desu ne, dare ni agerun desu ka? Đó là khi mà mình đang muốn xác nhận thông tin là cái anh ấy mua cái mũ này để tặng ai à, được chưa nhở? Thì anh này anh sẽ trả lời như sau. Haha ni agemasu, tức là tôi tặng cho mẹ. Nếu như bình thường anh chỉ trả lời như này thôi đã rất đầy đủ rồi đúng không? Tuy nhiên anh này anh rất là đáng yêu, rất cẩn thận. Anh trả lời thêm là Asita, được chưa nhỉ? Haha no tanzobi nan desu, tức là ngày mai là sinh nhật của mẹ tôi. Được chưa nhỉ? Ngày mai là sinh nhật của mẹ tôi. Thì anh ấy đang bổ sung thêm cái lý do, đang gọi là nói thêm, bổ sung thêm cái lý do cho cái câu trả lời của anh ấy là Haha ni agemasu này. Các bạn đã hiểu chưa? Đó, cái cách dùng này. Ii desu ka? Hay. Hiểu rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Rồi, phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay đó chính là gì đấy? À, ân đề sự này. Trước khi đến phần tiếp theo, chúng sẽ có phần tóm tắt nhé. Ân đề sự đây sẽ gì ạ? Khi trình bày lý do và giải thích và cách dùng sẽ có hai cái ví dụ chương trình vừa đưa ra đúng không? Doste okuretan desu ka? Thì đây là gì đấy? Basu ga konakattan desu. Thì anh này là anh giải thích nhá. Anh B này. Tiếp đến này. À, một cách nữa là gì đây? Do stan desu ka? Chotto kibun ga warui desu. Tức là cái tâm trạng của tôi nó đang không được tốt đúng không? Đó, anh này là anh trình bày lý do này, giải thích này. Tiếp này. Chị sẽ có một cách dùng nữa là gì đây? Nói thêm lý do đã trình bày ở trước đúng không? Là hai ví dụ vừa lấy xong. Thì ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ bổ sung cho cái việc là tôi không hay đi karaoke. Vì sao? Vì tôi không thích karaoke. Ii desu ka? Ở đây nhá, đoạn này này. Rồi, ví dụ nữa là gì? À,
tôi mua mũ để tặng mẹ tôi đúng không? Hani agemasu asta haha no tanjobi nan desu, tức là ngày mai là sinh nhật của mẹ tôi đấy nhỉ. Đó, vậy là sensei đã vừa tóm tắt lại cách dùng của anh này rồi, anh giải thích, anh khẳng định này rồi đúng không? Hay ơn đề sự nét. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một anh khác, đó chính là gì đây? À, nhìn cô này cô đang làm sao đây? À, atama ga itai desu ga kaete mo ii desu ka? Thì ở cái xin lỗi nhé, cái đoạn này nó sẽ là gì đây? Khi mà chúng ta sử dụng trong trường hợp mà, đây chờ xem một chút. Rồi, CC sẽ nói lại cái anh này nhá. Anh này là anh dùng để trả lời về cái việc mà khi mà chúng ta đang trình bày về tình trạng đúng không? Xác nhận về tình trạng ấy, nó hỏi là dou shita desu ka? À, cái cách dùng thứ ba của ân đệ sự ở đây mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay đó chính là cái anh gì nhỉ? Anh mở đầu khi mà anh xin phép hoặc là khi mà anh nhờ vả một ai đó hoặc là anh đang rủ rê ai đó làm gì, thì các bạn nhìn lên đây nhá. Cái anh xin phép là anh này. Atama ga itai desu ga kaete mo ii desu ka? Thì cái cô này cô ấy đang bị đau đầu đúng không? Thì cô ấy xin phép được về, thì cô ấy sẽ mở đầu là gì? Atama ga itai desu ga là cô đang trình bày rằng là à, đầu tôi đang đau cho nên là cho phép tôi đi về có được không đúng không? Thì cô ấy đang xin phép được như vậy. Ii desu ka? Hay. Và một cái cách nữa đó chính là khi mà chúng ta muốn mời rủ ai đó đi đâu thì ở đây có anh này. Bây giờ sensei có một câu hỏi cho các bạn nhé, các bạn nam đang theo dõi cái livestream sensei này. Khi mà các bạn đang thích một cô gái, các bạn đang thích một bạn thì các bạn sẽ rủ bạn ấy đi đâu? Các bạn sẽ muốn rủ đi đâu? Comment vào đây. Câu trả lời nào hay nhất sensei cũng sẽ có quà cho các bạn, được chưa nhỉ? Hai. Khi mà cái anh này rất thích cô này rồi thì anh ấy lại rủ cô này như sau. Raiji otera ni ikun desu ga isso ni ikimasen ka? Được chưa nhỉ? Thì thường thì khi mà rủ đi xem phim hay là rủ đi đâu đó thì rất là chán rồi đúng không? Rất là bình thường rồi. Bây giờ sensei thấy nhiều người rủ đi chùa. Nếu mà là sensei sẽ đi ngay đấy. Đây. Raiji otera ni ikun desu ga isso ni ikimasen ka? Là khi chúng ta dùng để mời rủ hoặc là rủ dễ ai đó làm gì thì chúng ta hay mở đầu kiểu là à, otera ni ikun desu ga. Được chưa nhỉ? Minasan, ii desu ka? Rồi, cái anh này anh rủ cô này đi chùa đấy. Đó, đó là cách dùng thứ hai đúng không? Tiếp đến một cách dùng nữa đó chính là khi mà chúng ta đang chuẩn bị nhờ vả ai đó làm cái gì thì các bạn nhìn vào đây nhá, nhờ vả này thì cái cô này cô ấy sẽ trình bày sau. À, pasokon no chikai kata ga wakaranai desu ga oshiete itadakemasen ka? Đấy nhỉ? Itadakemasen ka là một cách dùng rất là lịch sự thì CC sẽ dịch nhá. Cái này là à, anh có thể chỉ cho tôi cách dùng được không? Thì cái này chúng ta sẽ được học vào buổi sau nhé, sẽ được học vào buổi sau. Thì các bạn chỉ cần lưu ý cho sensei này, à, itadakimasen ka này là đang xin phép ai đó làm cái gì đó hoặc là đây là cách nói lịch sự, được chưa nhỉ? Thì ở đây chúng ta chỉ cần quan tâm đến là wakaranai desu ga. Thì cái anh wakaranai desu ga này chính là anh mở đầu để khi mà muốn nói về một cái vấn đề gì đó, muốn xin phép, muốn nhờ vả ai đó. Đây, lưu ý cho sensei cái anh ngày hôm nay nhá. Đây. Wakaranai desu ga là để trình bày rằng là tôi không biết cách sử dụng của cái máy tính cá nhân này nên là làm sao nhỉ? Có thể chỉ giúp tôi được không? Có thể dạy cho tôi được không? Ii desu ne? Hãy thì nhớ cho sensei nhá. Wakaranai desu ga. Cách mở đầu rất là hay, được chưa nhỉ? Tiếp đến nhá. Hai. Thì sensei sẽ có cái phần tóm tắt của cái ân đề sự gà này để chúng ta mở đầu câu chuyện. Thì nhìn lên đây nhá, sẽ có xin phép này. Xin phép là cái cô đầu tiên cô bị đau đầu đúng không? Cô sẽ xin phép là gì đấy? Atama ga itai desu ga kaete mo ii desu ka? Được chưa nhở? Tôi đang rất là đau đầu, cho phép tôi về được không? Cách dùng thứ hai là mời mọc rủ rê. Thì cái anh này anh làm sao đây? Anh ấy đi chùa đúng không? Tuần sau anh đi chùa thì anh ấy rủ là gì đấy? Raiji otera ni ikun desu ga isso ni ikimasen ka? Được chưa nhỉ? Tuần sau tôi đi chùa đấy, có đi cùng tôi hay không? Ii desu ka? Các bạn nhá, có một kiểu rủ người yêu đi chơi mới rồi. Chúng ta thích ai đó, chúng ta không có rủ đi cà phê hay là rủ đi xem phim nữa mà chúng ta sẽ rủ đi chùa, được chưa nhỉ? Hay. Và cách thứ ba là gì đấy? Cách thứ ba của cái phần ân desu ga này, đó chính là chúng ta dùng khi chúng ta nhờ vả ai đó. Thì sẽ đã có ví dụ là gì đây? À,
パソコンの使い方がよくわからないんですが、教えていただけませんか？で、じゃあ、Tim さんや tôi không biết về cách sử dụng của cái máy tính cá nhân này. Tôi không rõ, yo cứ qua karana in desu ga đấy, được chưa nhỉ? Osiete itadakimasen ka, được chưa nhỉ? Thì gợi ý cho các bạn luôn nhé, bật mí cho các bạn luôn là cái itadakimasen ka này chính là một cái cách để xin phép rất là lịch sự. Thì cái cấu trúc này chúng ta sẽ được học ở buổi sau các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý cho sensei, được chưa nhỉ? Hay. Vậy là sensei đã vừa tóm tắt về in desu ga rồi. Bài ngày hôm nay các bạn comment thật sôi nổi vào được chưa nhỉ? Hay, bây giờ sensei sẽ chuyển đến phần tóm tắt lại một lần nữa về bài ngày hôm nay nhé. Hay. Như này, chukai kata desu ne. Cái phần chia thì dễ rồi, sensei chỉ đang ôn về cách chia động từ của N5, sau đó thì chúng ta chỉ cần cộng với gì đấy? Đuôi ưn desu thôi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào tổng kết tóm tắt của phần chukai kata desu ne. Chukai kata đây sẽ có gì đấy? Ưn desu ka, được nhỉ? Ưn desu ka đầu tiên thì chúng ta sẽ có gì? Xác nhận thông tin. Khi mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy một cái điều gì đó, chúng ta phỏng đoán một cái điều gì đó thì chúng ta sẽ xác nhận lại, được chưa nhỉ? Và anh thứ hai là gì đấy? Muốn được cung cấp thêm thông tin, tức là chúng ta đã có thông tin rồi, tuy nhiên nó chưa đủ thì chúng ta muốn được cung cấp thêm, chúng ta cũng sẽ sử dụng là in desu ka, được chưa nhỉ? Anh thứ ba là anh muốn được giải thích lý do, được nhỉ? Muốn được giải thích lý do nhá. Và anh thứ tư là gì? Muốn giải thích về tình trạng, đúng không? Đều là khi yêu cầu người khác giải thích thôi, nhưng một anh là về lý do, một anh là về tình trạng, được chưa nhỉ? Rồi. Và anh thứ hai trong bài ngày hôm nay chính là anh ưn đề sự, là cái anh khẳng định này, là dùng để trả lời cho cái anh ở trên, đúng không? Anh ở trên là anh xác nhận, anh đi hỏi, còn anh ở dưới là anh trả lời, anh khẳng định, được chưa nhỉ? Thì sẽ dùng trường hợp là khi chúng ta trình bày lý do, chúng ta giải thích. Tiếp đến là khi chúng ta nói thêm về lý do và mà mình vừa mới nói ở trước đó, chúng ta vừa trả lời rất đầy đủ rồi, nhưng bổ sung thêm lý do, được chưa nhỉ? Rồi. Và anh thứ ba là anh ưn đề sự à. Ưn desu ga đây là gì? Là cái anh mà mở đầu câu chuyện, đúng không? Khi mà chúng ta muốn nhờ vả, mời gọi hay xin phép ai đó làm gì thì chúng ta sẽ sử dụng là ưn desu ga. Được chưa nhỉ? Đây là sensei vừa tóm tắt lại cho các bạn nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Bây giờ sẽ đến phần rất quan trọng. Đó chính là phần lưu ý, đúng không? Chúng ta biết cách để tạo ra nó, chúng ta biết cách sử dụng nó rồi. Bây giờ chúng ta phải lưu ý để sử dụng làm nào cho nó đúng, đúng không? Sử dụng không đúng trường hợp thì sẽ bị kém sang, được chưa nhỉ? Sẽ bị lố. Nên các bạn nhìn nhá, lưu ý cho sensei này, chỉ dùng trong văn nói, y desu ne, chỉ dùng trong văn nói thôi. Cái ưn đề sự này là anh gặp cực kỳ nhiều trong giao tiếp đời sống hàng ngày, nhưng là văn nói, được chưa nhỉ? Tiếp này, trong văn viết thì chúng ta sẽ có no đề sự. No đề sự này là anh ưn đề sự này đây, là anh văn nói này, còn văn viết thì sẽ là no đề sự. Nhớ cho sensei nhá, nhớ cho sensei cái nô đề sự này nhá, chứ trong văn viết mà viết ưn đề sự và là toang ấy các bạn nhá, nhớ nhá, lưu ý đấy. Rồi, không dùng với người mà không thân thiết, đúng không? Tuy chúng ta được sử dụng trong văn nói đấy, nhưng mà chúng ta chỉ dùng với cả người thân, ví dụ như người trong gia đình này, bạn bè này, hoặc là dùng với những cái người mà có mối quan hệ mà đã gần gũi rồi thì chúng ta mới có thể nói là ưn đề sự được, đúng không? Còn với những người không quen biết thì thử chúng ta quay lại N5 đi, chúng ta sử dụng ý mắt sự, đề sự, được chưa nhỉ? Để chúng ta xác nhận chúng ta nói như vậy để cho nó lịch sự, được chưa nhỉ? Y desu ka? Hay, lưu ý nhá, không dùng với người không thân thiết, được chưa nhỉ? Và một cái lưu ý nữa đó chính là cái trường hợp mà không phải để trình bày về lý do, cũng như là mình đang nói về một cái việc mà rất là thuần túy, một cái sự thật nào đấy rồi, thì chúng ta không dùng cái ưn đề sự này đâu, nhớ nhá. Khi mà chúng ta nói về một cái điều hiển nhiên rồi, chúng ta không cần ưn đề sự đâu. Ví dụ như trường hợp này, watashi wa rai desu, chúng ta không có watashi wa rai nan desu, được chưa? Các bạn nhớ chưa? Vì cái sự thật là sensei tên là rai rồi, cũng không phải là trình bày lý do hay là đang nói một cái việc rất bình thường là tên của sensei là rai, một cái sự thật hiển nhiên rồi, một cái điều rất là bình thường, chúng ta không cần phải nan desu vào các bạn nhá. Đã thành okashi nihongo ấy, các bạn biết okashi nihongo là gì không? Comment dưới sensei nhá, xem các bạn có dịch được không này. Comment xem là okashi nihongo là gì nhá. Ii desu ka? Hay. Thì các bạn lưu ý nhá, watashi wa rai nan desu thì chúng ta sẽ không nói như vậy đâu các bạn nhá. Lưu ý này, không nói như vậy. Ii desu ka? Đó. Sau khi học về phần cách tạo ra ưn desu rồi, cách dùng rồi, cuối cùng là chúng ta đã lưu ý rồi, thì
thì sao nhỉ? Sensei sẽ kết thúc bài học ở đây và các bạn sẽ phải làm bài tập, nộp bài đầy đủ các bạn nhé. Một lát nữa thì cái file tổng hợp của bài giảng ngày hôm nay sẽ được đăng lên, cũng như là bài tập sẽ được đăng lên, và Sensei yêu cầu các bạn là sẽ phải làm bài tập, nộp bài cho Sensei nhé. Bạn nào mà học hành mà không nghiêm chỉnh, Sensei cũng sẽ mời ra khỏi group. Sensei chỉ cần những bạn mà rất là chăm học thì Sensei sẽ đi cùng với các bạn, có thể là đến tận N1 luôn đấy, nên các bạn yên tâm nhé. Bây giờ sẽ đến phần mà Sensei trả lời các câu hỏi của các bạn này. Nếu như không có cái câu hỏi nào liên quan đến bài học thì thôi, Sensei sẽ kết thúc livestream ở đây nhé. Hôm nay các bạn nghe Sensei nói có rõ không nhỉ? Các bạn rất chăm chỉ để comment luôn nha. Ôi rồi. Một lát nữa chắc chắn là Sensei sẽ lọc danh sách ra tặng quà. Được chưa nhỉ? Xem một câu nào liên quan đến bài học không? Rồi, không có cái câu nào nó. Ok ạ cô. Ừ, cảm ơn các bạn nha. Hôm nay bạn nào mà chia sẻ nhiều Sensei sẽ gửi chuyện cho bạn đó này. Số nó có từ quá không tôi này sẽ được. Ừ. Thôi, thấy các bạn là học xong chắc mệt quá đi ăn cơm rồi. Sensei sẽ kết thúc livestream ở đây nhá. Một lát nữa thì Sensei sẽ đi tổng hợp lại danh sách các bạn và Sensei sẽ gửi quà cho các bạn nhá. Hai, cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của Sensei. Nhớ làm bài tập và nộp bài đúng giờ nha. Hai, em có câu hỏi à? Bạn nào có hỏi đây? À Thu Dung ơi, em thắc mắc gì em hỏi đi nha. Em muốn Conan. À Hopi ơi, Conan à? Hôm nay Sensei lại live về gì nhỉ? À Hanazori đang rồi, Conan thì à để bài học tiếp theo nhá. Bài học tiếp theo thì Sensei sẽ tặng nha. Ochikare sama desu. Cảm ơn các bạn nha. Thu Dung ơi, em có câu hỏi gì em hỏi đi. Màn hình lúc cuối hơi mờ à? À, nếu mà mờ không sao nha. Một lát nữa Sensei sẽ đưa file tổng hợp cho các bạn, được chưa nhở? File. Có bạn đang nhầm giữa danh từ với cả tính từ đuôi na là đà. À, các bạn ơi, không nhầm các bạn nha. Trong cái cấu trúc này thì chúng ta sẽ không dùng đà nhá. Không dùng đà các bạn nhé. Chúng ta sẽ đưa về na, được chưa nhở? Có nghĩa là trong khi mà chúng ta đưa về thể thông thường thì chúng ta sẽ đưa về danh từ và tính từ chúng ta sẽ có đà ở đằng sau. Tuy nhiên ở cấu trúc này chúng ta sẽ không có đà nhá. Đánh nhá, Sensei sẽ viết rõ chữ đà ra và gạch đi cho các bạn, được chưa nhỉ? Để các bạn đỡ nhầm. Tuy nhiên thì ở đây Sensei sẽ chỉ để là na và thêm ân đề sự thôi, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ không có đà các bạn nhá. Nên là các bạn đừng nhầm nhá. Hai. À rồi, Thu Dung đang thắc mắc về thể thông thường của danh từ và tính từ đuôi na đúng không? Đúng rồi. Thể thông thường. Sensei vừa giải thích rồi đấy Thu Dung ơi. Phạm Thị Hạnh có thể giải thích cho em cách sử dụng của be to know đúng không? Thì hôm nay Sensei sẽ ưu tiên các bạn hỏi về các câu hỏi liên quan đến bài học nhé. Còn những câu hỏi khác thì một lát nữa Sensei sẽ tổng hợp lại. Có thể là các bạn sẽ thắc mắc những cái câu hỏi mà không liên quan đến bài học ngày hôm nay. Tuy nhiên Sensei sẽ tổng hợp lại và sẽ có những câu hỏi mà nhiều bạn sẽ thắc mắc giống nhau. Sensei tin chắc là như thế. Thì Sensei sẽ có những cái buổi livestream riêng về cuối tuần để chia sẻ là có những bạn đã hỏi câu hỏi này và câu hỏi này. Thì hôm nay Sensei sẽ giải thích luôn một thể nhá. Hai. Rồi, bạn Minh Tuấn đang hỏi về Rashi và Mitai đúng không? Sensei sẽ tổng hợp các câu hỏi của các bạn và sẽ có một buổi livestream để giải thích, được chưa nhỉ? Rồi, còn ngày hôm nay Sensei sẽ ưu tiên những bạn mà chưa hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay nhá. Ides cá. Hai. Cảm ơn các bạn nha. Nếu các bạn không có thắc mắc gì của bài ngày hôm nay nữa, Sensei sẽ kết thúc livestream ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hai, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.